Chào cả nhà, đây buổi chiều giờ này nước lớn chiều, mình lên cái điểm này mình câu coi. Đây có cái anh đó, anh lội anh chặt lục bình hay cỏ suốt gì kìa, nó lội anh làm kìa. Đó, đây cái bãi mé nè, ngoài cái lỗ này mình cũng mới dọn rồi nè. Còn anh kia thì anh lội anh chặt, còn mình đây tắm chặt đó. Ở chỗ đó đó, thôi để mình chọn mớ mồi thả thính này. Đây mà câu mình đây, mà câu FC có số điện thoại nè, nó cũng giờ này hơi chá nắng nè, không sáng không nè, 0778186869. Thì mồi này mình cũng có bán nữa, 2 kg thì 90, 3 kg 120, 4 kg 160, 5 kg 200, tất cả đều bao ship hết, chỉ trộn với nước sông rồi thả thính rồi câu thôi, không có pha chế gì nhiều hết á. Nó đi lội xuống đây coi, nước giờ này cũng mới lớn hả, mới chậm mé hả, lội xuống đây trộn múc mấy miếng nước sông trộn mớ thả thính này. Nói là biết là móc ở đây lỗ bự hay đây ngồi đây đi lội rồi la. Em phái lội mà anh nói gì chết mẹ rồi. Anh phái lội cho mát mình hay gì, giờ này nóng nực anh hay gì biết đâu. Nó thả vết cục tay, vụ cá lại coi. Chứ anh ơi chỗ đó sâu đó, đã đó ngày mình cống đó. Chứ nó ngày mình cống đó. Cống như kìa. Kế đó là đó chứ đâu. Ú, dọn ở chỗ hơn quay phim nữa kìa. Đây nè, bỏ lỗ đó đi. Ôi, để. Rồi, dạ, thả tính rồi. Bỏ đi. Rồi. Lôi, rồi cá trà, một em cá trà. Lôi thì giật kìa, giật hả mày. Đây cá trà tiếp tục. Ghê, giật giật giật. Lại là cá cha. Lại là cá cha nữa. Ôi. Cha không vậy? Cha mà cha bé bé không đây. Trễ có cá giật được rồi.
Đó, được con to to ở đây. Chìm con, chìm con, thả thôi. Cá trên cái bụng hết biết thì chứ, trên cái bụng mà còn đụng đưa đụng đưa rồi đó cái bụng. Đây thành quả đây, chỉ được có mấy con cá tra nhỏ 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 nè đó nè, cái nhỏ quá, 2, 4, 6, 8 con gì đó, nó nhỏ không à. Đây lưới 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 gì đó, cái này theo dìa hoàng khô khô ăn cũng được á, mà thôi thôi thả lại đi. À, quang này thất thủ rồi, đi kiếm chỗ khác câu nữa. Ừ, đừng nhiều đó, sáu bảy con gì đó, cùng lai cùng chân vậy nè, thôi thả lại đi cho mày lớn đi, mới móc câu câu mày. Đưa đi mấy em. Khúng khúng khúng. Rồi, này 90 cái cá bằng tay này. Cái. Đó. Rồi, buông rồi. Đó, đang ngầm rồi đó, ngầm rồi đó. Ngầm rồi đó. Bự rồi, bự rồi. Bự đâu bự dưới cây rồi. Cây đâu cây, cá nó lôi đó. À. Vậy câu sao? Câu yếu quá rồi. Cây đâu dính. Không phải lỡ lội lội luôn đi. Hết chứ. Lỡ lội lội luôn đi. Dỡ cây tao lên cái nó ăn giật 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 nè. Còn không? Hả? Còn mà cá chim mà. Ủi vô. Đang ở trong này còn hớn cái gì nữa. Thì con gì vậy? Có đụng nó chưa? Chưa. Giấy gì đó đi. Trời, cá đâu rồi trời. Thấy cục chì rồi. Rồi. Tại vì phi hay cái chim không biết. Cái chim. Để gỡ đầu.
chắc cái chim quá. Ừ, chép. Trời ơi. Đây, cá chép đây các bạn ơi. Đó. Cá chép cũng to à. Chút xíu cho nó lôi tắm cái, chút xíu cho nó tắm cái vậy. Vậy nó mới hàm. Rồi. Trời ơi. Mắc cá thì mắc bội. Thấy đâu trong lục bình hoài á. Đụng nha, đụng nha. Thấy ơi cái chỗ. À, cơ động không. Thì đúng con này anh Chí à, dính à, không phải chứ anh Chí anh vào lại chứ anh nội ngay đây anh dính rồi. Gì nữa? Chị thử. Anh Chí anh chịu ngồi biết sao vậy? Dễ dữ em. Bị dậy nè, bị lớn nè, cả ký vậy, dậy quá vậy. Ngon lành cành đào. Có quên chưa? Cái dầu sức. Mấy sức đâu? Mấy điện chứ. Mấy sức tha điệu. Úp, úp mẹ. Thấy không? Cá trà dinh. Cá mẹ dinh. Ăn gấp 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 nãy giờ các mày. Dễ đâu chứ kìa. Mẹ dinh. Cũng trọng chuyện. Chỉ cho không chịu thôi. Chỉ cho không chịu thôi. Ôi ơi, cái gì nhìn thấy thèm á. Cá bự các bạn ơi. Chỉ cho không chịu thì thôi. Đó. Rớt hả mày? Ê, con mày dinh nè. Cá này chín trọng lắm. Không cắn. Không dính cá còn mũi cắn nữa nè. Đó. Ăn đi chứ. Chim con à, thả xuống dưới mát đi ngồi mẹ mình lại. Đó gì mà không ăn đang giỡn ngồi. Câu cá mới đi tới đi lui vậy đó hả?
Hay cá mì dính. Ừ. Đang cá già cho ăn ăn ấy. Mẹ dính. Này. Này trong cá mì dính không quá. Không để cá trắng không? Mẹ dính tiếp tục. Hay chạy. Mẹ dính. Mẹ dính, mẹ dính. Mẹ dính, mẹ dính. Trời ơi, không kéo cắt gì đây. Không có kéo cắt hả? Mới vô cứu lụm mày. Ôi, vừa cá bự. Vậy thôi, vậy thôi. Bữa nay ăn mẹ dính. Đâu phải ở đây kinh nghiệm nó mới giật được mẹ dính. Đúng. Giật thì giật, không giật thì thấu, giật thì cái nhấp, nhấp. Nhấp, nhấp, lưng. Nhấp, nhấp, nhấp. Đó. Ừ, đó. Đó. Hơn, hơn đâu bằng hơn đâu tôi đâu tôi mất nghề nghệ anh em nó lên để ăn đi. Tao sửa cầu vượt bội mà còn ghía nữa. Chà bị lớn rồi gỡ thả rồi. Cứu Phi ơi. Có lý rồi. Cứu Phi cũng thường thôi anh ơi. Cốc vậy thôi. Cắt cốc, cắt cốc. Có gì đâu, quýnh gục phi thôi, không có cự gì đâu.
Dạ. Dạ khơi gì? Câu cá mà dạ khơi. Khơi ơi. Cho cái bài dạ khơi. Đây, thành quả đây các bạn ơi. Hồi sớm giờ đi điểm kia có mấy cá tra nhỏ nhỏ thả bỏ hết rồi. Hôm nay đổi điểm mà lên điểm này được mới cá nè. Cá này của anh Chí này nha. Cá này của anh Chí. Cá này của anh Chí. Ba cá chim với con chép của anh Chí. Chứ con cá tra nhỏ, còn mình ở dưới thì được mấy cô phi với mấy cái rảnh với mấy chị Vinh đó, cũng mới vậy đó. Anh Chí có mấy con đó, anh Diễn biến anh thấy qua đây luôn cho mình, quá ngon rồi, quá hiểm thôi. Mình cũng kết thúc video đây luôn.